Xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của nhóm xe cũ Văn Thắng nha. Lại là em Sa và hôm nay em lên cho mình một chiếc xe gọi là mặt hàng chiến lược của bên Toyota Tân Cảng nha anh chị nha. Toyota Innova 2.0e số sàn 2019 anh chị, mang trên mình là màu bạc và nội thất là màu nâu anh chị. Hiện tại thì xe mang biển số Sài Gòn đó, và hiện trạng xe là xe mộc chưa có được làm đẹp nha anh chị nha. Có những chỗ bên em đánh dấu để sơn lại nha anh chị, xử lý lại nè. Như đây cái mâm nè anh chị, nó bị chày thì bên em sẽ xử lý lại sơn lại nè, với cái vè nè anh chị nè. Đó, được cái là chủ cũ đã thay mình 4 cái vỏ mới luôn anh chị, 2023 anh chị nè, tuần 27/2023 còn rất là mới luôn, đi được 50-60 ngàn nữa anh chị. Đó, và có được thêm một điểm cộng là chủ cũ có lắp cam, gọi là cam cặp lề anh chị, cam cặp lề bên gương hậu bên phải anh chị. Hiện trạng là xe chưa được làm đẹp nha anh chị nha. Xe thì về bên em sẽ được kiểm tra 176 hạng mục nè, và sơn phết những chỗ chạy xước, làm đẹp Marukuri lại anh chị. Khi mà bán ra thì bên em sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận chất lượng xe ha, cam kết xe không có đâm đụng, ảnh hưởng tới kết cấu, không có ngập nước nè, và cấp mình một cái sổ bảo hành, bảo hành mình động cơ vào số 1 năm 20.000 cây nha anh chị nha. Bên trong nội thất anh chị thì em thấy là xe có trang bị tương đối cơ bản anh chị. Có phim khách nhiệt này, có ghế da anh chị, trần gọi là trần 3D ha, sàn simili và màn hình có cam lùi luôn anh chị, màn hình DVD và có cam lùi luôn. Nói chung cũng tương đối đầy đủ hết rồi anh chị. Đây, hàng ghế sau. Xe thì đang trong quá trình làm đẹp bên em nha. Và hiện tại thì xe 2019 thì bên em có hỗ trợ vay đến 65% giá trị xe trong vòng 3 năm nha anh chị nha. Và anh chị nếu mà tìm Innova thì hiện tại bên em vẫn còn rất là nhiều xe. Ví dụ như bên em hiện tại là còn hai chiếc màu bạc 2018 anh chị, số sàn 2018, và ba chiếc Toyota Innova số sàn 2019 màu bạc, một chiếc 2020 số sàn màu đồng 25.000 cây sắp về, và nếu mà số tự động thì bên em đang có một chiếc màu trắng 2020 nữa nha anh chị nha. Đó, rồi xe này em hệ thống là thông tin đó nha, Toyota Innova 2.0e ha, 2019 số sàn. Xe đi được 68.000 km và hiện tại đang được chào bán tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, mức giá là 545 triệu nha anh chị nha, 545 triệu. Anh chị cần thêm thông tin về xe nè, về hồ sơ vay, hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật về xe của mình á, liên hệ theo số hotline trên màn hình ha. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.